<laughs> một người nuôi thú cưng như chó mèo rồi thường xuyên chăm sóc cho ăn uống cho ngủ chung hôn và vuốt ve nói chuyện với chúng như vậy có phải sẽ huân tập nghiệp tái sinh làm súc sinh phải không <laughs> cái uh, ở trong kinh đấy ở trong kinh á mà có liên quan đến cái chuyện mà tái sanh làm súc sinh thì nó có nhiều lý do nhưng mà một trong số đó có một trường hợp như sau đó là một cái người đói một chạy nặng đói đến nhà một cái ông bá hộ và thấy thấy con chó nó ăn ngon quá thì cái cái người này ông mới có cái tâm hâm mộ con chó tại mình đói quá mà con chó nó ăn còn ngon hơn mình nữa cho nên hâm mộ con chó và do À, tối á, mà thành ra được đồ ăn ăn no thành ra là tối đó bị bội thực chết mà chính bởi vì cái 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 tâm hâm mộ con chó thành ra tái sanh vào trong bụng của con chó đó à, thành ra là miễn làm sao mình nuôi mà mình được cái hâm mộ nó cái kiểu rồi mày ở mày sướng hơn tao chắc tao <laughs> là chết nha à, tránh cái chuyện hâm mộ nó à, rồi cái thứ hai là cái này không có liên quan đến con hỏi mà sư nhắc quý vị thôi mình nuôi một cái con nào là mình có sự cộng nghiệp với con đó thành ra sư không có muốn nuôi con nào hết trơn hết trời thứ nhất là cái môi trường cái môi trường nuôi á phải đảm nó bảo nó tốt à đó mình nhốt mình xích nó là coi chừng mình tạo cái nghiệp ở tù nghe à, rồi mình cho nó cái môi trường à, đó rồi nó bệnh hoạn nó cháy rợn mình bắt ra không kịp á là coi chừng là mình lại gieo cái bệnh là cùi hủi rồi bệnh hoạn sau này rồi cái môi trường sống với những cá ở trong nước nước mình không có chăm lo vệ sinh cho nó tốt á là coi chừng là sau này mình ở trong những cái môi trường ô nhiễm rồi đồ ăn cho nó mà không vệ sinh á, là sau này là mình cũng ăn ba cái thứ cái đồ mà nó ghê gớm nha mà mình cho nó là ngon Uh, thành ra là uh, do suy nghĩ như vậy đó nuôi nó phải ngon lành mà ngon lành thì mệt mỏi thành ra sư không có ý định nuôi sư thà sư nuôi chim chứ sư không muốn nuôi cá nuôi chim nghĩa là sao chim nó trên trời nó bay đúng không mình thương nó mình rải thóc cho nó nó ăn xong nó bay đi mình không có trách nhiệm không có bổn phận rất là khỏe uh, còn nuôi nó cực lắm <laughs> quý vị yên tâm đi không có tái kêu kêu câu hỏi lệ là... à tức là nuôi chó nuôi mèo đó yên tâm đi mình không có tái sinh làm con chó đâu mà mình tái sinh làm con gà làm làm con bùa chét ở trong con chó <laughs> Đúng rồi. vậy mình liên mình chết mình liên ái con chó mình bỏ con chó tội nghiệp nếu nếu nói như vậy nuôi chó nuôi mèo cộng cái nghiệp mốt thành mèo vậy nuôi như người ta đi nửa chết thành người ta lại này không có đúng mình mình đặt cái câu tương đương đi mình đặt câu tương đương thường thường phá giải cái này bằng cái câu tương đương à, mình dễ là dụ dụ nó nói giờ, giờ giết con nào chừng nữa đầu thai lên con thành con đó cái kiếp sau bị mày bị nó giết lại vậy thôi giết người đi, bị nó đầu thai người thì cái mấy cái câu này là mình dùng cái câu hỏi tương đương để mình quá giải nó để mình thấy câu này tầm bậy tại vì nuôi nuôi gia súc nuôi nuôi thú cưng đó chó mèo cái nửa chết thành chó mèo vậy sướng cái đó là sướng rồi đó thiệt thì nuôi người đi, nhưng nửa chết thành người thì nó không đúng nhớ sự con cô của nuôi mèo của thương mèo lắm tại vì cô không có con á cho nên cổ thương mèo lắm mà tới hồi mà cổ gần chết thì sư không biết là cổ có cái suy nghĩ là không biết giờ mình chết mấy con mèo ai nuôi có suy nghĩ đó hay cái không đó à đẹp cổ mà có suy nghĩ đó coi chừng là cổ tá xanh là con rệp ở, ở trên cái con mèo của cổ đó à